hay là 320, 321 à, và đây hẻm 319 à, có cửa sắt kéo lại, không biết cái nhà số 18 còn hay không. Và nickname của cô chú anh chị à, có phải là tên của cô chú anh chị luôn hay không? Và chúng ta nhìn lại à, con hẻm 106, ủa sao ở đây là 104, 110 à, mình nhìn lại coi mình đi hố rồi. 106 là địa chỉ nhà này à. Ồ bây giờ như đóng cửa à. Ủa hồi xưa đây là con hẻm hả? Và đây là 102 à, qua đây 110 nè, 108 nè, và 106 nè, và kế bên có là hẻm 100 à, chứ đâu có hẻm 106 à, có lẽ cô chú anh chị nhớ lầm chăng à, thôi mình cũng đi vô hẻm 100 đi ha, để bà con mình cùng xem lại. Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn à, chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc à, thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là dưới chân cầu Ông Lãnh à, và thẳng bên kia là đường Nguyễn Thái Học à, và nơi đây là giao lộ của Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Thái Học. Thì à, hành trình hôm nay à, thể theo cầu của à, cô chú anh chị thì chúng ta sẽ dạo bước à, một vòng con đường Nguyễn Công Trứ à, để mình xem rõ hơn cái hình ảnh ở cái địa chỉ số 106 Nguyễn Công Trứ, thể theo cầu của cô chú anh chị có nickname Andy Phung và Tam Trần, hẻm 319 Nguyễn Công Trứ và số nhà 18 19 20, 17 18 19 20, nhưng mà không biết căn nào. Thì hành trình hôm nay chúng ta sẽ đi một dọc thể theo rất nhiều lời yêu cầu của cô chú anh chị à, để chúng ta nhìn rõ hơn hình ảnh một con đường mà ngày xưa à, các anh chị các bạn đã có một thời gian à, gắn bó, và ngày hôm nay à, ở một cái vùng đất xa xôi à, so với Việt Nam thì chúng ta nhìn lại hình ảnh à, của Sài Gòn à, thông qua màn ảnh nhỏ à, để ta ôn lại ký ức ngày xưa về cái hình ảnh của ngôi chợ cầu Ông Lãnh ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến địa chỉ 106. 106 thì chắc lẽ là bên tay trái, tôi nghĩ bên kia là số 389 14, 386 à, số chẵn ở bên tay trái. À, 319 thì bên tay phải, 319 thì bên tay phải thì chắc có lẽ là phải qua bên kia, tại vì khúc này là 370 mấy rồi, 373. Đối diện đình Ông Bổn. Nếu vậy là chắc chúng ta phải đi đến hẻm 319 trước à, vậy là mình đi bên phải trước. À, và nơi đây là à, có một ngôi chợ, đó là chợ dân sinh. Ngôi chợ bán rất là nhiều ốc vít, rồi tấm bạc, tấm simili, rồi đồ điện, nói chung là đồ điện, đồ cơ khí ở đây rất là nhiều. Đó là chợ dân sinh. Nếu các anh chị các bạn ở các tỉnh xa muốn mua những cái tấm bạc, tấm chăn hay là những tấm simili, dù
cho xe tải rồi đó. Thì ở chợ dân sinh này bán rất là nhiều, đây là những ổ khóa, những móc khóa, rồi những đồ lính, đồ áo gió. Nhưng là các anh chị ngoài Bắc á, thích mặc áo jacket á, thì ở trong chợ dân sinh này bán rất là nhiều ha. Tại em cũng thấy ba hay mua áo jacket đem gửi ra ngoài Bắc đó, cho bà con rồi ngoài đó. Ngoài đó trời lạnh, mặc áo đó rất ẩm. Bà ta đang đứng ở giao lộ Gia Sinh và Nguyễn Công Trứ. Và mình sẽ tiếp tục đi qua bên kia để đến hẻm 319, để theo lời yêu cầu của cô chú anh chị. Thì những lời yêu cầu này em cũng tiếp nhận rất là lâu rồi, do rất là nhiều comment nên thành ra em cũng sắp xếp, cố gắng sắp xếp thời gian để đi đến, để phục vụ theo cô chú anh chị. Thì hôm nay nếu ta đi bộ ban ngày rồi thì chắc tối nay đủ rồi, khỏi đi bộ nữa. Chắc tối nay đi dẫn bạn đồng nhỏ đi siêu thị bên quận 7 chơi. Và nơi đây là hẻm 345. 345. Đầu hẻm thì bán đồ điện rất là nhiều luôn ha. Phụng Sơn Tự 340 Nguyễn Công Trứ, Sài Gòn. Những hình ảnh của ngày xưa nè. Mình xem những hình ảnh này giống như là chúng ta đang quay về Sài Gòn, đang đi bộ lang thang đến những cái hẻm xưa và thăm hỏi những hàng xóm. Đây là 320 321, và đây hẻm 319, có cái cửa sắt kéo lại, không biết cái nhà số 18 còn hay không. Và nickname của cô chú anh chị có phải là tên của cô chú anh chị luôn hay không? Kiếm nhà số 18. Cái đoạn đó thì 319 xịt 13. Hẻm rất là thân thương, buồn ngồi nhìn lại những căn nhà, những mái tôn. Và chúng ta sẽ quẹo trái. Bên phải là số 15, 16. Và 17. À, 18 đây. Và hẻm này là hẻm cùng rồi. Chúng ta quay trở ra thôi. Đây cho thuê phòng. Có ngôi nhà này rất là lớn nè. Tối để đi qua ngôi bò. Và con hẻm này khúc đầu hẻm thì mình thấy những hình ảnh nó hơi buồn tí, nhưng mà cuối hẻm thì nhà lớn không à, nhà cao cửa rộng không à.
Rồi chúng ta sẽ đi tiếp tục ra đường Nguyễn Công Trứ lại ha. Nhà số 18 thì ngày nay đã xây lại rồi. Đó, mình nhìn thấy đầu hẻm nè. Đa phần những cái nhà trong cuối hẻm thì họ đóng cửa, nên thành ra chúng ta chỉ view một vài quang cảnh ở trong hẻm thôi và mặt tiền nhà thôi, còn cũng không nhìn thấy rõ ai. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái hẻm số 309 đó, đem xem lại nó hồi lại quên 319 ủa không phải 106 106 Nguyễn Công Trứ. Nếu hình ảnh trong hẻm chưa rõ thì cô chú anh chị cho em xin lại cái comment ha, để em có thể đi lại để cô chú anh chị nhìn rõ hơn. Chúng ta tiếp tục hẻm 109, 116 nằm ở bên kia đường. Bên kia đường bây giờ mới đến số 298 thôi, và mình đi một đoạn nữa. Sài Gòn bây giờ rất là nắng, nhưng mà nắng thì hình ảnh nó sẽ đẹp, bà con sẽ dễ xem hơn. Đối với con đường Nguyễn Công Trứ ngày nay thì không có hình ảnh của sự mất an ninh cũng như ngày xưa. Theo cô chú anh chị chia sẻ thì ban đêm ngày xưa rất là loạn, rất là nhiều cướp giật, nhưng mà ngày hôm nay thì ban đêm vắng lắm, nhưng mà không đến nỗi. Để hôm nào thực hiện cái hình ảnh của đường Nguyễn Công Trứ ban đêm để anh chị có thể hình dung được và cảm nhận được an ninh của khu này như thế nào, để khi mà mình về Sài Gòn và mình ở đây, ở những khách sạn gần đây, thì cũng có được cái hình ảnh để tham khảo. Và chúng ta đến đây là giao lộ của Camet và Nguyễn Công Trứ, thì quẹo phải chúng ta sẽ lên cầu Camet đi qua quận 4, mình quẹo trái sẽ ra chợ Bến Thành, và mình bây giờ chúng ta sẽ đi qua đường nha, qua đường để hồi nữa mình qua cái hẻm 116 cho nó dễ hơn. Ở đây 282 Nguyễn Công Trứ nè, có chữ nhà, có chữ in lên tường luôn nè, Vĩnh Thái. Để em xem cái chữ bị khuất bởi cái cây vậy. Vĩnh Thái Trà Gia, 208 Nguyễn Công Trứ. Hồi xưa chắc trà Vĩnh Thái cũng nổi tiếng. Chúng ta đang qua đường giao lộ Nguyễn Công Trứ, cầu Cam Mét, đường Cam Mét. Nơi đây bán rất là nhiều vật liệu xây dựng, nước sơn,
rồi ốc vít kềm, ốc nước Phương, cửa hàng Phương ở Nguyễn Công Trứ 100 m. Đây là hẻm 258. Đi một đoạn nữa mới đến 106. 106 bây giờ là 234. Nếu mà cô chú anh chị có những cái người bạn trong cái video này thì chúng ta có thể comment, và biết đâu trong những hình ảnh này bà con lại nhận ra những người quen của mình qua những comment thì sao. Đây là số 220. Sài Gòn bây giờ rất là đổi thay. Nếu mà cô chú anh chị đã từng ở đây rất là lâu rồi thì hôm nay mình chắc có lẽ không nhận ra, bởi vì ở đây đường xá bây giờ rộng rãi rồi, nhà cửa khang trang sạch sẽ, biển hiệu rồi, xe cộ thì nhiều, xe sang, xe xịn, không thua gì nước ngoài. Thông qua những cái video thì em nhận lại được rất là nhiều comment của chú anh chị, và những comment đó giúp em tạo ra thêm một nội dung mới mỗi ngày, và thông qua đó em cũng xin cảm ơn tất cả của chú anh chị đã luôn quan tâm theo dõi và góp ý cùng em để nội dung ngày càng hoàn thiện hơn. Thì Thấm Thoát chúng ta kết nối với nhau cũng đã gần hơn 2 năm rồi, qua cả 1000 video. Thì chắc hôm nào làm cái live show truyền hình trực tiếp giao lưu cùng các anh chị. Ta đi đến đây là số 168. Mình đi bữa chúng ta có vô hẻm 158 nè. Nhưng mà thời lượng không cho phép nên chúng ta tranh thủ đi đến hẻm 110. Lại quên nữa. 106. Bà con thông cảm nha, đi ngoài đường thì nó phân tâm quá, xe cộ rồi này kia kia nọ, thành ra nó lộn hoài. 106. Đây là giao lộ Công Lý ngày xưa, cũng là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngày nay. Mà nếu các anh chị đi từ sân bay về Sài Gòn thì
chỉ qua một trục đường này thôi nè. Ta đến số 128 rồi. Vài số nữa thôi là mình sẽ vô hẻm 106. Sau hơn 30 năm nhìn lại thì khu vực này có rất là nhiều sự thay đổi, như tòa nhà Zit Tower thì ngày xưa không có, tòa nhà này mới xây lên. Và kế bên thì có khách sạn Anh Duy, khách sạn bề ngang cũng nhỏ nhưng mà rất là cao. Và kế bên là công ty phần mềm Quang Trung, có văn phòng ở Nguyễn Công Trứ này. Và chúng ta nhìn lại con hẻm 106. Ủa sao ở đây là 104? 110. Rồi mình nhìn lại coi, mình đi hố rồi. 106 là địa chỉ nhà này. Ồ, bây giờ như đóng cửa à. Ồ, hồi xưa đây là con hẻm hả? Và đây là 102. Nào qua đây 110 nè, 108 nè, và 106 nè. Và kế bên có là hẻm 100, chứ đâu có hẻm 106. Có lẽ cô chú anh chị nhớ lầm chăng? Thôi mình cũng đi vô hẻm 100 đi ha, để bà con mình cùng xem lại. Hẻm 100, biết đâu trong những hình ảnh này gợi nhớ chúng ta nhiều điều về ngày xưa. Hẻm này cũng có những căn nhà xưa nè, mình nhìn kiến trúc là mình thấy được. Đây. Nhưng mà không biết nhà của cô chú anh chị là nhà nào. Đây là 110 mấy rồi. Đây 119 rồi. Những con hẻm này cũng nhỏ thôi. Ba nha, vô làm chứng nha. Không cất vô mà không có đòi rồi, không có đưa đâu á. Hẻm này hẻm cùng rồi. Còn nữa. Rồi chúng ta quay trở ra nha. Rồi thôi, em cứ đi đi.
đầu hẻm là nhà bên tay phải là nhà 104 và bên tay trái là nhà số 98. Nên thành ra cái số nhà 100, cái hẻm 106 ngày xưa chắc có lẽ bây giờ đã thay đổi. Và bên tay trái là số 96, 98 Nguyễn Công Trứ, là cái building của hãng vé máy bay Vietjet Air. Và phía dưới là spa. Mình nhìn qua bên kia đường là những tòa nhà mới ngày nay. Không biết trong những hình ảnh này cô chú anh chị có nhận ra hay không nữa. Có lẽ rất là xa lạ rồi. Em không nhìn thấy dấu tích gì của ngày xưa cả. Và con hẻm đó thì cũng rất là nhỏ. Những ngôi nhà trong đó cũng rất là nhỏ. Và ngày xưa có lẽ rất là thấp. Nên ngày nay hẻm được nâng cao lên. Nâng cao lên thì những cái nền nhà nó sẽ cao lên và cái trần nhà nó sẽ thấp xuống lại. Mình nhìn thấy những hình ảnh này rất là thương cho người Sài Gòn. Khi ở đất nước phồn hoa đô hội, mình nhìn lại những căn hẻm ngày xưa, cảm thấy rất là buồn ngùi. Chúng ta nhìn thấy đây có cái nhà rất là nhỏ nè. Mình qua đây là đường Pasteur rồi. Rồi một số hình ảnh ở con đường Nguyễn Công Trứ và đi qua hai cái hẻm 319, xe 18, 106. Thôi lỡ chúng ta đi đến cuối hẻm luôn. Để các anh chị các bạn thấy những hình ảnh ngôi nhà số 18, 20 luôn. Xem như thế nào. Cái nhà của anh chị gần chợ Cộng Bóng năm xưa hay không? Và trước mặt chúng ta đó là tòa nhà ngân hàng nhà nước. Ngày xưa là ngân hàng quốc gia đó. Và mình đi thẳng đường này sẽ ra chợ Cộng Bóng năm xưa nè. Và đó là cây cầu móng ngày hôm nay. Rồi chúng ta sẽ qua đường nha. Ở đây đường rất là vắng, qua lại thoải mái. Do cô chú anh chị đã xa Sài Gòn rất là lâu nên thành ra những comment địa chỉ có lẽ không rõ. Nhưng mà em đi để các anh chị có thể hình dung được. Và anh chị có thể tiếp tục comment để chúng ta sẽ thực hiện những video tiếp theo. Anh chị comment số nhà 17, 18, 19, 20. Nhưng mà 18, 20 thì nó sẽ gần nhau. Còn 17, 19 thì nó sẽ ở một cái bên kia đường. Ở đây là chúng ta đang ở đây là số 50. Nếu mà nó nằm bên kia hai bên thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Còn nằm một đầu bên đây, một đầu ngược lại thì chúng ta khó thấy á. Và đến đây là giao lộ Tôn Thất Đạm và Nguyễn Công Trứ rồi nè. Thẳng đường này thì ra bến Trương Dương ngày xưa nè. Chợ Cầu Cống, chợ Cầu Móng luôn đó. Và bên kia là nhà số 31. 31. Có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy hai bên luôn đó. Để mình đi xuống đường để mình view hai bên nha. Để cô chú anh chị có thể hình dung được địa chỉ nhà của mình bây giờ như thế nào. Ở đây là phía sau trường Đại học Ngân hàng, Đại học Tài chính. Số 26 Nguyễn Công Trứ. Đó là cổng sau.
và số 20 là Tết Noi Bọt, số 20-24 nè, số 20-24 à, không biết những hình ảnh này cô chú anh chị có nhìn ra hay không, hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa, những cái building, đây là cái building giống như cái chung cư á, bên kia là 11. Và bắt đầu là xuôi và đi đến đây là cuối đường Hồ Tùng Mậu rồi. Chắc có lẽ rất tiếc là cái địa chỉ này bây giờ anh tìm không ra, nên thành ra cô chú anh chị có thể hình dung lại thông qua video này so với ký ức ngày xưa hình ảnh nó sẽ như thế nào, và em chỉ nhìn thấy những hình ảnh ngày nay do không có nhiều những kiến thức về ngày xưa ở khu vực này, nên thành ra cô chú anh chị thông cảm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm chia sẻ. Và chúng ta sẽ nhìn lại cung đường Nguyễn Công Trứ lúc nãy mình vừa đi qua nè. Rồi cảm ơn tất cả cô chú anh chị, hy vọng qua những video này mình có thể thấy được những hình ảnh của ngày xưa và khơi lại một số ký ức của Sài Gòn ngày xưa, cũng như cập nhật một số hình ảnh của Sài Gòn ngày nay. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nhé.